Xin chào các bạn, mình là Thành và ngày hôm nay Thành sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái dụng cụ, những cái tài liệu để cho anh chị trong quá trình chúng ta tư vấn sức khỏe sử dụng những cái công cụ hiệu quả hơn. Thì chúng ta đã biết được rồi, một người làm ngành chăm sóc sức khỏe có thể là bác sĩ này, dược sĩ, anh chị làm đông y, anh chị làm trị liệu, anh chị làm spa, làm gym, làm yoga và những anh chị một lượng rất là đông đảo là tư vấn về thực phẩm chức năng. Thì ngoài cái sản phẩm anh chị đang có là chuyện đương nhiên rồi, anh chị cần trang bị mình thêm một cái hệ thống kiến thức chuẩn y khoa nha, từ các chất dinh dưỡng, từ sinh lý, từ hoạt động của cơ thể, từ ăn uống, từ vận động và từ nguyên lý giải pháp của bệnh lý. Rồi chúng ta trang bị cho chúng ta thêm những cái dụng cụ và một vài anh chị thì nhờ Thành tư vấn thêm những cái chứng nhận về dinh dưỡng thì chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Anh chị hãy định vị mình là một cái nghề dinh dưỡng và chúng ta coi như đây là giúp được khách hàng tận gốc chứ không phải là mình bán thực phẩm chức năng thôi. Vậy có một vài anh chị chúng ta đã có cái máy đo huyết áp, có những cái cân, có những cái máy đo đường huyết, máy đo SpO2 và hai cái dụng cụ rất là quan trọng là cái máy phân tích lượng tử sinh học và cái kính hiển vi soi mao mạch máu. Thì hầu như là chúng ta chỉ có cóp nhặt kiến thức ở trên mạng thôi, chúng ta chưa có một cái nơi để cho chúng ta hiểu bản chất về cái máy đó, cái chỉ số đó và chưa ứng dụng được nó. Và thứ hai, có rất nhiều anh chị dọa thôi, khi kiểm tra cái máy điện tử xong là thì anh tim anh hỏng rồi, phổi anh hỏng rồi, gan anh hỏng rồi. Chúng ta chưa có hiểu về y khoa và chúng ta cũng chưa có hiểu về các chỉ số, chúng ta cũng chưa có cái cách nói làm sao để cho khách hàng hợp lý nhất. Thì ở đây Thành sẽ đồng hành cùng với mọi người, nếu mà thực sự mọi người cần những khoa học về dinh dưỡng, hiểu sâu về chỉ số. Nhưng mà Thành có trang bị thêm cho mọi người một cái quyển tài liệu. Cái quyển tài liệu này thì Thành cũng không phải nói là trên 10 năm sử dụng tất cả những dụng cụ này và tư vấn dinh dưỡng ứng dụng thực chiến cho hàng ngàn các cô anh chị học viên luôn và điều trị cho khách hàng luôn. Thành có làm ra một quyển tài liệu này thì rất là ngắn gọn thôi nha. Còn nếu nói về y khoa độc về cái bệnh tim mạch thôi, mấy quyển sách này nó cũng không có hết. Nhưng mà làm sao mình là một người tay ngang, mình là một người công nhân, một người văn phòng, một người viên chức nhà nước, chưa hiểu về y khoa, chưa hiểu về máy móc, chưa hiểu về máy lượng tử, các chỉ số tim mạch, gan, gút, tiểu đường, rồi vitamin như thế nào, độc tố ra sao, thì làm sao mình hiểu đây? Thì ở đây Thành có làm đầy đủ cho mọi người một quyển tài liệu này rất là mỏng thôi. Nhưng mà các loại máy, anh chị sẽ có lộ trình tư vấn về dinh dưỡng. Anh chị sẽ nắm được là BMI, cách đo BMI cân nặng như thế nào, vòng bụng ra sao cho hợp lý, chỉ số đường huyết, chỉ số cholesterol, chỉ số mỡ máu như thế nào, chỉ số SpO2, những cái máy SpO2 của Thành đang dùng, nó là chỉ số là bao nhiêu. Rồi quan trọng nhất là anh chị hiểu về cái nguyên lý của máy phân tích lượng tử sinh học, nó như thế nào, cách nói chuyện, cách đo như thế nào, rồi từng chỉ số, 37 chỉ số to và phân tích ra là hơn gần 300, khoảng tầm 252 cái chỉ số nhỏ. Ví dụ độc trong tim mạch thôi, chúng ta thấy không ạ, trong tim mạch nào thì có độ nhất của máu là gì, cao thì ra sao, thấp thì thế nào, đúng không ạ? Rồi cholesterol là cái gì, cao ra sao, thấp như thế nào, mỡ máu, khác mạch máu, độ co giãn của máu, nhu cầu với máu cơ tim, nó đến 15 chỉ số, sự co giãn của mạch máu não, tình trạng cung cấp mô não, rồi động mạch vành, tâm thất trái, trợ kháng tâm thất trái, áp lực mạch vành, nó đến 15 chỉ số lận. Thì vấn đề đầu tiên là chúng ta phải hiểu ba cái. Cái chỉ số đó là gì? Ví dụ hệ số tiết pepsin trong cái chỉ số dạ dày nó là gì? Được không? Nó là gì trước nhá? Được không? Thì anh chị phải hiểu nó trước đã. Rồi nó cao thì nó sẽ gây ra triệu chứng và hậu quả gì? Và nó thấp thì gây ra hiệu chứng gì? Thì tất cả các chỉ số Thành đã làm trong cái quyển tài liệu này rồi. Được không? Nên có rất nhiều anh chị mà đi mua tài liệu, tìm hiểu tài liệu thì trong đây anh chị an tâm đi. Giữ chức năng phổi, dung tích sống là gì? Dung tích phổi toàn phần là gì? Nào, rồi trong chỉ số bệnh lý xương thì có những cái từ mà y khoa mà anh chị không thể hiểu lỗi, được không ạ? Chùm đuôi ngựa thắt lưng nhô ra là gì? Mức độ bám dính cơ vai là gì? Rồi hạn tuần hoàn chi là gì? Rồi tuổi thọ có dây chẳng là gì? Thì Thành đã có chỉ số minh họa ở đây giải thích cho anh chị chỉ số đó là gì, cao ra sao, thấp như thế nào, và Thành còn có giải phẫu cho anh chị đây. Ví dụ chùm đuôi ngựa thì thể hiện như thế nào? Thì trong quyển tài liệu này nó có đầy đủ cho mọi người nha. Thành đã hỗ trợ mọi người rất là đơn giản thôi mọi người. Nhiều anh chị trong quá trình thi đo nè, anh chị chưa có biết nha, thì anh chị cứ thể để cái quyển tài liệu này ở đây và anh chị đọc cho khách hàng. Thì anh chị nói là vì em không có chuyên môn sâu về y khoa, em đang học thôi, nhưng mà mỡ máu cao, bị trong mạch máu não đi, thì chỉ số trúng gió là gì thì anh chị chú ý cho em, được không? Lượng đập mạch là gì, sức quản ngoại vi là gì, trong chỉ số ADHD, ADHD là gì, được không ạ? Thì anh chị đầu tiên anh chị cứ dở này ra anh chị đọc thôi, và khoảng từ 1 đến 3 tháng anh chị có kinh nghiệm rồi.
thì anh chị có kinh nghiệm rồi, anh chị thuộc quyển sách của Thành rồi, anh chị cứ thế đọc cho khách hàng thôi. Và còn có trong đây thì Thành có giải thích luôn cả về các chỉ số nguyên lý ở các mạch khi anh chị sử dụng cái kính hiển vi soi mao mạch máu nữa, được không? Rất là đầy đủ, tất từ tật từ A đến Z, mạch máu vành, mạch máu cao thì như thế nào, cholesterol, acid rich rồi các kim loại nặng như thế nào, thì trong cái quyển tài liệu này có đầy đủ rồi. Thành in A4 rất là nét cho mọi người nha. Thì đây là những cái dụng cụ như cái tranh A4 này, tranh A0 cho những anh chị mà sử dụng cái kính hiển vi soi mạch máu. Thì một cái tài liệu này thì có 249.000 thôi. Và anh chị có thể là làm việc trực tiếp với Thành. Cần Thành tư vấn gì thì cứ liên hệ trực tiếp với Thành ha. Và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.